là bận rộn nhưng vẫn muốn chăm sóc da một cách tối giản nhất, thì sau đây Hòa sẽ mách cho các bạn 3 cái bước tối giản nhất để chăm sóc da vào buổi sáng sau khi thức dậy chỉ mất 5 phút mà bạn vẫn có một cái làn da căng mướt và sáng mịn. Hãy nhớ là xem đến hết cái video này bởi vì bước cuối cùng là bước quan trọng nhất nhé. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với những cái video của Hòa thì đừng quên nhấn vào nút follow kênh của Hòa Đại Ca để nhận được nhiều video và chúng ta gặp nhau được nhiều hơn nhé. Bước đầu tiên trong cái quá trình ngủ dậy buổi sáng chắc chắn rồi, đó là rửa mặt. Đối với rửa mặt buổi sáng thì chúng ta không cần cầu kỳ như rửa mặt buổi tối, bởi vì sau đấy thì nó chỉ có một chút dầu thôi. Bạn có thể lựa chọn một trong hai bước, hoặc là tẩy trang hoặc là sử dụng sữa rửa mặt, chỉ cần một trong hai bước này thôi để tiết kiệm thời gian nhé. Và nên sử dụng các loại tẩy trang và sữa rửa mặt dịu nhẹ cho làn da, tránh cái trường hợp mất cân bằng cái độ pH trên da. Và những cái độ sữa rửa mặt bây giờ nó sẽ là cân bằng độ pH rồi thì bạn không cần phải dùng đến nước hoa hồng nữa. Thứ hai đó là hãy nhớ dùng serum. Serum hay còn gọi là tinh chất, nó là những cái gì tinh túy nhất trong một cái bộ sản phẩm. Bạn có thể sử dụng những cái serum ví dụ như là HA này có chứa hyaluronic acid, nó sẽ giúp cho da được đầy đủ nước căng bóng. Bạn cũng có thể sử dụng một số những cái loại serum khác như là niacinamide để làm xe nhỏ lỗ chân lông, Canesamic để làm sáng da trị nám, hay là serum vitamin C để tăng cường cái độ chống nắng và chống lão hóa da. Và bước cuối cùng, bước thứ ba quan trọng nhất thì mất thêm một phút của bạn nữa, đó là sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng thì là một vật bất ly thân đối với bất kỳ chị em phụ nữ nào, và bạn nên lựa chọn kem chống nắng phù hợp với cái làn da của mình, không kích ứng, không bí da, và chúng ta nên thoa kem chống nắng 30 phút trước khi mà chúng ta đi ra ngoài trời nhá. Và chỉ với ba cái bước đơn giản này thôi thì bạn đã rất là tiết kiệm thời gian rồi. Và với một người bận rộn thì chắc chắn là chị em đừng quên ba cái bước này nhé, để chúng ta có một cái làn da mãi mãi tươi trẻ này, sáng này, mịn và đều màu hơn. Và chúc các bạn có một cái làn da xinh, và đừng quên là có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy nhớ inbox cho Hòa hoặc là comment ngay bên dưới video này nhé. Chúc các bạn có một làn da xinh và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Hòa Đại Ca.